Ngày 8 tháng 8, đám cháy đầu tiên bùng phát tại khu rừng gần khu dân cư ở thị trấn nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui, Hawaii, Mỹ. Chỉ trong vòng 3 ngày, nhiều đám cháy lớn liên tiếp xuất hiện tại bờ biển phía tây đảo Maui và lan ra các vùng khác trên đảo. Hơn 1.000 người được cho là đã mất tích khi ngọn lửa càn quét dữ dội qua Maui. Dù giới chức địa phương xác nhận tính đến ngày 10 tháng 8, ít nhất 56 người đã thiệt mạng và đảo Maui bị nhấn chìm trong biển lửa dữ dội. Các gia đình đang nỗ lực tìm kiếm người thân trong đám tro tàn. Những báo cáo về thi thể tìm thấy dưới nước liên tục được cập nhật. Keikoa Lanford, một người dân địa phương, cho biết nhìn thấy thi thể trôi nổi trên mặt nước và nằm trên cả đê chắn sóng. Các chuyên gia dự đoán đây có thể trở thành thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất của bang từ năm 1961, khi trận sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 61 người tại đảo lớn. Những ngọn lửa đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của đảo, bao gồm cả hơn 1.000 công trình kiến trúc lịch sử của Lahaina. Những ngày trước đây, khu vực này còn đón đông đảo du khách đến mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Nhân chứng cho biết họ đã trải qua cảnh tượng địa ngục với sức nóng từ ngọn lửa đang thiêu đốt ra. Cư dân sống ở khu vực lân cận phải nhảy xuống biển để trốn thoát khỏi ngọn lửa dữ dội. Mason Javi, một cư dân tại Lahaina, nói, "Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất. Toàn bộ Lahaina đã bị cháy thành tro như ngày tận thế." Hai người dân ở khu vực trung tâm cũng miêu tả sự hỗn loạn như một địa ngục đúng nghĩa đen, với tiếng la hét và tiếng nổ kinh hoàng vang vọng xung quanh.